Chụp một cái là đừng có nói nha. Mình sẽ cầm một cái lợn. Bây giờ mình sẽ lắp lửa vào sau. Cái này. Trời. Cố gắng lên nhà cậu chút là xong đó. Lắp cái phương nghiện này cho con thỏ. Cái nơ cho con thỏ, cái hoa cho con thỏ. Con thỏ nó đó là con thỏ của ba chữ. Tiếp. Đừng, đừng, đừng. Có gì đâu mà đừng. Cái này là cái gì? Cái gì là cái gì? Xong rồi, sẽ kéo lên trước. Tay 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 tay. Con nát thì nó mới. Thế chứ. Đấy xong này. Lớn xìm. Xong. Thế chưa? Cái kỳ ni. Kỳ ni và kỳ ni. Thế mô. Đây à. Các bạn ơi, mình đã lắp xong rồi. Đây, cái giỏ nữa nè. Cái dầu. Lâu lâu lâu. Lắp xong rồi. Cảm ơn cô từ này chứ. Mình không thể tổng tâm được nữa. Lớp trước rồi. Đây là của anh sếp nè, đẹp rồi, có tay lái, có
xuống mùa gì đó. Đúng là hay. Thích lên chút. Thôi chị đi đây, chị đi ba cái xe này hả? Chị đã đậu quá. Bước lên chỗ nào, bước lên chỗ nào. Nhảy đà luôn. Rồi, ngồi xuống. Quá, đẹp quá. Wow, 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 wow. Đã tới cửa tiệm. Cảm ơn nha. Đi xuống à. Đi xuống bằng mình. Xe đi nghỉ đi. Cảm ơn. Đây mà đọc một khẩu ra tỉnh. Các bạn muốn coi tài nghề của nó không? Anh Nát, ui dồi ôi. Anh Nát, nó biến thế này nè. Biến thế này. Cầu dương như lùm đi. Mất con. Chạy tắt cửa tiệm rồi. Ôi trời. Lên chút đi. Đó, tắt cửa tiệm rồi đây. Mình sẽ lấy xìa khóa mở ra. Rồi. Quá cửa tiệm mình như xưa đẹp quá. Làm cho họ xong rồi hết quý khách rồi kìa. Thôi chị đi về nhà lại của mình. Nhà của mình thì đây như cái tiệm chị đi. Chỗ ngồi như rộng quá à. Cái này đẹp xinh băng nữa. Đó, còn chỗ kia đằng sau. Quý khách muốn đi đâu? Cha tôi tới nhà của tôi. Vâng, tôi cột cú. Đây, cháu này đắp cái nhà của tôi đâu. Dạ, có phải là đây không? Đúng rồi. Nhớ nghe chưa? Bịa chị này, 113113 nhà 6. Điện thoại. Này, số điện thoại của tôi á là 5656. À không, số điện thoại của tôi là 678 678, hiểu chưa? Ok. Lại hồi tầm. Đau quá. Nhưng chỉ coi một lúc trước nó xong. Tao còn đi thả thứ sao, tôi có làm chuyện gì đâu mà các anh giúp tôi. Hả, thả thứ là mình có từng là cái cơ này. À, cửa chỗ này. Trời ơi, lên làm gì đâu mà quẳng ngốc thế. Bỏ người và bỏ ghế nhé. Xin xin tháo ghế ra đó. Để cho mọi người vào rồi lắp. Không. Đây mình là gắn người vào. Thêm một thằng trâu nữa đâu. Thằng này có biệt danh là trâu. Tại vì thằng này khỏe nhất đội. Tao nhìn xỉn hết sâu. Bằng đường của nó đâu nè. Đây là hồi phục. Đây là bằng đường của cái này. Rồi cho con này ngồi lên một chút nha.
Đây, rồi lên cái cần thở. Ôi, tao trùng hơi cười. Không tắm. Rồi, sẽ bao góc để được bắt hằng. Vậy em làm đi. Đây là xe ba gác của cảnh sát. Lúc này mình nói luôn là xe ba gác, cứ tưởng là xe ba gác thì ra đây là xe ba càng. Đây mình sẽ khi nào hư mình sẽ lấy cái này vặn 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 là được như thế này này. Mình sẽ vặn thử cho các bạn xem. Lái ra ta sẽ được cười ra. Ui da, đau quá. Leo 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 đố bắt ta. Leo 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 leo. Trời ơi, bắt đầu. Đây mình sẽ cho các bạn xem toàn cảnh của nó nè. Bắt được ta lêu lêu. Ha ha ha, bắt được đấy à. Bắt được. Đây sẽ cho các bạn xem toàn cảnh. Anh là thằng đấy. Mình sẽ xong. Bài mình đi xong nhé. Bài mình xong. 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 Bài mình yeah, thì thôi. Còn anh là bỏ một cái xong lại. Anh là còn đang bay đi nước bắn. Bắn một cái vớt. Về, bị lưu vụt. Xong về. Ôi, bây giờ mình bắn là nè. Bắn. Rồi. Thân cảnh ơi. Cái máy bay của tôi mới làm mà. Ai đã bắn đây? Đây là có cái góc này. Cái chỗ này, à cái chỗ này, cái góc này mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem nha. Cái này gồm có một cái lò xo này. Đấy, này, lò xo nó bắn được nhanh như vậy. Rồi, bây giờ đã bắn cái máy bay của tôi, rồi. Rồi, bây giờ hai anh em của chúng mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký xem kênh của Hàng ra đây để xem được nhiều video mới hơn nhé. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký cũng như vào Hàng ra đây để xem được tập 2 của chúng mình mới đóng để được hai anh em. Đấy là em, đấy là tóc vàng là em. Còn đấy là ba anh hai, anh cả và anh út. Các bạn nhớ đăng ký cũng như vào Hàng ra đây để xem được nhiều video của mình đóng lên của hai hơn nhiều nhé. Yeah. Action. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.